Xin lời chào đến tất cả mọi người. Cốt Bắc Giang hôm nay xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là mẫu một bộ phụ tùng chế xe 4 bánh chạy dẫn đầu cầu sau, để mọi người có thể tham khảo qua cái dòng phụ tùng như này. Ứng dụng mọi người lắp vào những cái dòng xe chế chạy nhíp trước sau nhá. Trước đây thì em cũng có giới thiệu cho mọi người dạng thiết kế kiểu chạy càng A. Hôm nay giới thiệu cho mọi người là một cái bộ combo đầy đủ để mọi người chế được một chiếc 4 bánh chạy nhíp trước sau, để đôn cái chiều cao của tổng thể lên đấy. Mọi người có thể tham khảo qua bộ phụ tùng này. Bộ phụ tùng này thì nó sẽ đầy đủ các linh kiện từ bánh trước, bánh sau này, rồi cầu sau này, hệ thống số tiến lùi, số phụ, rồi các chi tiết nhíp, phụ kiện của nhíp, đầy đủ cả nhíp trước sau, rồi dơ tuyên lái, cột lái, vô lăng, mai ơ hai đầu và công tắc đèn, còi xi nhan, phụ kiện đầy đủ hết. Để mọi người về mọi người chỉ việc làm thôi, bên em sẽ cung cấp đủ tất cả các linh kiện cho mọi người. Mỗi với cái mức tải tầm 800 cân thì mọi người có thể tham khảo qua cái bộ phụ tùng như thế này nhá. Thì sau đây em sẽ vào giới thiệu chi tiết cho mọi người về những cái linh kiện trang bị trên một bộ phụ tùng 4 bánh, nó gồm những cái chi tiết bộ phận như nào. Đấy, mọi người có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ ba cái số điện thoại trực tiếp trên màn hình cho em. Quý Bắc Giang 0364011683 và 0983198883 và 0915198883. Toàn bộ những cái linh kiện này khi mà mọi người bị hỏng hóc hay là cần đồ thay thế sửa chữa, hay là mọi người cần mua những cái linh kiện lẻ thì bên em đều có cung cấp hết. Để mọi người cứ mạnh dạn liên hệ trực tiếp cho em nhé. Sau đây em giới thiệu cho mọi người về cái phần bộ phận phía trước, bộ phận phía sau trước đi. Bộ phận phía sau này thì trong nhiều cái bộ ba bánh trước đây em đã giới thiệu rồi. Nó đủ các linh kiện từ số tiến lùi, số phụ, rồi cầu bánh nhíp, đấy là bộ phận đằng sau. Các bác là các bác mà muốn chuyển đổi, ví dụ đang sử dụng ba bánh rồi thì mọi người cũng vẫn có thể chuyển đổi lên một hình bộ 4 bánh như thế này nhá. Thì về chi tiết thì mọi người cứ liên hệ cho em sẽ tư vấn nó cụ thể hơn. Về phần cầu trước, dạng này nó sẽ dẫn động cầu sau nên là bên em thiết kế là chỉ có hai mai ơ hai đầu thôi. Cái bộ mai ơ đây, chi tiết mai ơ này, mai ơ này thì nó được kết nối qua cái dơ tuyên lái kia. Cái lắp đặt thì em nói sơ qua để mọi người hình dung nhá. Đây là bộ phần lái, dơ tuyên này sẽ kết nối với mai ơ đầu hai bên này, bên này và bên kia, nó đều có cái tai bắt như này, bắt dơ tuyên vào đây. Rồi bộ lái, đây là thước lái nhá. Thước lái thì nó sẽ có bộ phụ kiện kèm lái, bao gồm cột lái dưới này, cột lái trên này, và bộ vô lăng. Đấy, để một người có thể di chuyển lái được. Đấy, vặn vô lăng, nó khi mà vặn vô lăng như bắt trực tiếp cái này vào đây này, răng vào đấy, thì khi vặn vô lăng nó sẽ kéo đồng thời hai bên để điều chỉnh mà bánh hai đầu. Đấy, về cái bộ phận lái thì em nói sơ qua để mọi người hình dung. Đấy, còn theo mai ơ hai đầu đấy thì em sẽ cắt cho mọi người một trục ống như này. Ống này là sử dụng ống 60, dày 3 ly. Với cái mức tải tầm 700 cân thì 700-800 cân thì mọi người dùng cái ống này được rồi. Còn mọi người yêu cầu mà tải nặng hơn thì bên em sẽ có loại ống dày hơn, hoặc là mọi người cần những dòng mà hai cầu ấy thì bên em cũng có đủ. Theo cái bộ lái trước thì nó sẽ bao gồm có bộ công tắc khóa đèn này, có bảo vệ này, vô lăng này, công tắc khóa điện, rồi những cái linh kiện kèm theo ở phần đầu bao gồm có đèn pha hai bên này, đèn xi nhan trước này, còi này. Đấy là cái bộ phận đằng trước nhá. Sang là cái phần bộ phận phía sau. Với mức tải tầm 800 cân thì chạy sử dụng số tiến lùi, số phụ là được rồi. Còn yêu cầu mà tải nặng hơn thì mọi người nên nâng cấp, nên chạy số 5 tạ, 7 tạ. Đấy, tùy nhu cầu sử dụng thôi. Mọi người chỉ cần đặt ra vấn đề mà với mức tải bao nhiêu thì em sẽ tư vấn loại phù hợp. Về bộ phận phía sau thì các linh kiện sẽ bao gồm có hộp số tiến lùi này. Hộp số tiến lùi này thì nó phù hợp với nhiều loại động cơ. Đấy, mọi người lắp vào động cơ, ví dụ như đây là hộp số cốt 17 thì thường nó sẽ lắp vào những cái dòng xe máy Honda, ví dụ Way, Jam, Cupwin. Đấy, hoặc là mọi người lắp vào máy những cái dòng máy khác ấy. Ví dụ máy Yamaha hoặc là những cái dòng máy lớn 175, 200 thì sẽ có cái hộp số đó phù hợp. Hệ thống chuyển động ở đây thì nó sử dụng là hai khớp cắt đăng và một cái then trượt. Phía sau là có một số phụ, loại số phụ hiện tại đang sử dụng là loại 2 lò xo, tốt nhất ở thời điểm hiện tại nhé. Cách kết nối lắp đặt thì
Hộp số này nó sẽ lắp trực tiếp vào cái đầu cầu à. Đấy, sau khi mọi người sử dụng cái mặt bích này, mặt bích ở đầu số vụ kết nối vào đầu cầu thì tháo bốn con ốc này ra. Đấy, bắt để giữ cái hộp số phụ. Đấy, người hình dung về cái phần cầu, cầu hiện tại đang là sử dụng cầu đi tròn cầu liền. Dòng cầu này thì nó có nhiều mức để mọi người điều chỉnh từ 80, 90, 1m, 1m1, 1m2. Đủ các loại kích thước. Còn bánh sau là dùng bánh 500-12 và có thể điều chỉnh các loại bánh nhỏ hơn hoặc là lớn hơn. Ví dụ ở đây thì có bánh 400-12 này, hoặc là 450-12. Sang bộ phận phía nhíp. Nhíp ở đây là do này thì sử dụng nhíp cả trước cả sau. Hiện tại đang quay trên màn hình đây là nhíp 6 lá dài 72. Dòng nhíp này là nhíp dập gân. Và này thì bền bỉ và loại tốt rồi. Với mức tải tầm 800 cân ổn định nhá. Bác nào tải nặng hơn thì mình sẽ độ thêm bộ cao su chống kịch hoặc là lò xo vẫn được. Về linh kiện kèm theo nhíp thì ở đây thì nó sẽ có treo nhíp sau, treo nhíp ống sau này. Rồi mặt bích, quáng nhíp, u treo nhíp trước, đuôi nhíp hai đầu nhíp á. Rồi những cái cao su, tai phanh, linh kiện rồi đủ hết. Bộ phận phía sau thì có xả sinh ra sau này và phanh tay. Sang phía bên này đây thì nó sẽ có cần và dây sổ số phụ, số phụ đây. Cần dây của số phụ nhá. Kia là bàn đạp ga và dây ga, đũa phanh. Nói chung là đủ hết tất cả các linh kiện về, mọi người chỉ việc làm thôi. Video mà chế tạo chiếc xe mà sử dụng 4 bánh như thế này thì trong những cái video tiếp theo em sẽ giới thiệu thêm cho mọi người. Nếu mọi người có tham khảo thì hãy đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất bên em nhé. Có ý kiến đóng góp thì về các dòng sản phẩm bên em, mọi người cần mặt hàng như nào thì mọi người cứ mạnh dạn bình luận với bên dưới. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Mọi người xem video đăng ký kênh nhá, chào mọi người.